Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 là mốc khởi điểm đã mang hàng triệu người Việt sang Hoa Kỳ và các nước định cư. Sau đó nhiều năm, dòng người tị nạn vẫn lũ lượt ra đi tìm tự do bằng những hình thức và phương tiện khác nhau. Một trong những quyền tự do mà chúng ta tìm kiếm là tự do tôn giáo. Ngay từ những ngày đầu định cư, ngoài miếng cơm manh áo, tập thể người Việt lưu vong đã nhận thức được rằng phải vun đắp đời sống tinh thần và bảo tồn sắc thái văn hóa của mình trong khi hội nhập vào xã hội của nước sở tại. Chính vì thế, những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã hướng dẫn và gieo những nhánh cây tâm linh đầu tiên. Theo dòng thời gian, dòng chảy tâm linh ngày càng lớn, từ suối nhỏ thành sông lớn hồ rộng. Ngày qua ngày, những hạt giống ươm mầm hôm nào đã trở nên vườn cây có đủ kỳ hoa dị thảo. Và bây giờ, mái ấm tâm linh vững chãi, che chở, đùm bọc cho đời sống tinh thần của người Việt tha hương.